Ok, hello chào tất cả các bạn đến với cuộc vui ngày của mình nha. Chúc tất cả các bạn ngày mới vui vẻ. Thì là ngày hôm nay thì mình sẽ triệu hồi ra những cái con quái vật rất là kinh tởm cho bạn xem. Đây, mình sẽ triệu hồi sai lần hết nha. Quỷ đầu loa các bạn nhé. Ok, một con lai hét nữa, hét lai. Thì là bây giờ mình sẽ kết hợp con lai xạ con sai này hét lai với cả con hét lai vào để xem nó sẽ biến đổi thành màu gì nha. À không, thực ra màu thì thực ra nó vẫn như này thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nhuộm màu cho nó. Đấy, mình sẽ cho là màu vàng nha. Và bây giờ mình sẽ kết hợp con hét lai này. Headlight, đấy nó có cái bộ đèn ở trên, đèn cao áp, cái đèn này mà các bạn gặp đó ở ngoài ấy, thì mình đảm bảo các bạn nó chiếu thẳng mặt các bạn, các bạn đi ngay, các bạn mù mắt luôn các bạn nhé. Cho nên chúng ta khi mà gặp headlight ở ngoài chúng ta phải chạy xa thôi anh em nhé. Ok các bạn, thì là bây giờ mình sẽ ở phần easy này, rồi mình sẽ sáp nhập con đấy hả, side headlight vào con headlight nha. Wow, wow, vãi cả trường các bạn ơi. Wow, wow, các bạn nhìn vãi trường chưa? Bây giờ headline trở thành không biết đọc là gì ta, bây giờ đọc headline sao để hết này, hết sao để hết headline sao để hết rồi các bạn. Tôi cứ đọc thế đi các bạn nhá. Wow, bây giờ nó biến đổi thành màu loài này các bạn này, cơ thể của nó bây giờ nó biến đổi thành cái màu loài này, nó long lăng lổ lổ này các bạn này. Ok các bạn, thì nó bây giờ sẽ triệu hồi một con quái vật, đó chính là con mẹ đẻ của bọn headline nha. À quên, mẹ đẻ của bọn quái vật sao để hết đó chính là con megaphone. Yeah, holy shit, holy shit các bạn. Đây là con megaphone. Đây cái bộ hàm của nó đây các bạn. Các bạn đã bị nó cắn đấy. Thì là các bạn toang luôn nha. Đây, cái âm thanh mà nó phát ra đó chính là cái này này, cái đen đen này này các bạn này, đó chính là cái phần mà nó phát ra âm thanh rất là to luôn. Con này thì các bạn ạ, cái âm lượng của nó phải gọi là gấp 10 lần con săn này hết các bạn nhá, nó là mẹ đẻ mà. À không, con này phải gấp 100 lần các bạn ạ. Bởi mồm rất là to luôn. Ui cái hàm răng của nó này. Wow! Mình đang ở trong bộ hàm của nó nha các bạn. Đây, khi mà các bạn bị nó nuốt ấy thì các bạn sẽ bị nằm trong nhà này, cái thế giới bên ngoài coi như các bạn là xa xôi lắm các bạn ạ. Nó sẽ nuốt các bạn vào trong nhà. Ok, yeah. Ủa, từ từ, bây giờ mình sẽ thử ngã từ cái trên này xuống xem thế nào nhá. Bây giờ mình sẽ thử ngã từ bộ răng xuống nhá. Đây, mình sẽ thử ngã nha các bạn. Mình sẽ thử ngã này. Ok, ngã này, ngã này. Ngã. Wow! Ui, cao lắm anh em ạ. Rồi ok các bạn. Thì là bây giờ mình sẽ mình sao ta? Ok, bây giờ mình sẽ ấn phần set lot nhá. Set lot để cho nó không đánh mình ấy. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ triệu hồi một cái một đây cho các bạn xem. Ok, cái nào ta? Ok, thì là bây giờ mình sẽ lấy một cái tên lửa missile. Tức là cái tên lửa này có thể hạ gục được bọn sát này hết nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thả ra này để cho nó di chuyển. Đây. Holy shit. Rồi, mình sẽ đặt một cái target ở đây, tức là target ở đây để định vị mục tiêu nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ mình sẽ triệu hồi một quả tên lửa, đó chính là quả tên lửa Tomahawk. Đây, cái quả tên lửa Tomahawk này thì nó sẽ là tên lửa hành trình. Nó là BGM-109 Tomahawk nha các bạn, tên lửa hành trình. Cái khoảng cách mà nó có thể bắn được hình như là mình nhớ là hình như là 300.000 km thì phải. À đâu, đúng không ta? 300.000 km hay sao nhỉ? Hay là 3.000 km mình không nhớ nữa, loại đạn nó bắn rất xa nha các bạn. Nó tên lửa hành trình mà, đã hành trình rồi bắn rất xa luôn. Rồi mình khai hỏa nha. Rồi, một quả tên lửa hành trình đã xuất kích và nó đang ngắm trúng con megaphone nha các bạn. Wow, các bạn nhìn lại đấy, 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 được chưa? Wow! Nổ to vãi trưởng các bạn ạ, nhưng mà nó không đi nha các bạn nha, nó không chết được các bạn ơi. Quái vật megaphone này rất là khỏe luôn. Thì là bây giờ ấy, mình sẽ sử dụng một cái quả quả gì nhỉ? Quả bom. Đây. Đó các bạn. Holy shit các bạn, mình sẽ lấy quả bom này ra và sẽ xuống máy kích hoạt nó nha. Mày chết rồi con. Wow, nó bắn trúng con săn hết các bạn. Cái quả bom này nó hết tiếc cả tai luôn các bạn ạ. Thật là kinh tởm các bạn nhá. Ok các bạn, thì là bây giờ trong cái trường hợp này ấy, thì mình sẽ triệu hồi thêm một quả bom nữa và lần này sẽ là cả một quả bom khác nha. Quả bom đây 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 đây. À đâu, đây không phải quả bom đâu. Đây nó là một cái dạng là tên lửa các bạn ạ. Đây cũng là một dạng tên lửa hành trình nhá, tên lửa kiểu máy bay không người lái ấy. Bây giờ mình sẽ bắn con săn hết. À bắn megaphone. Wow, lổ luôn các bạn ạ, vãi trưởng thật, mình không thể ngờ luôn các bạn. À đây rồi anh em, đây rồi, rồi mình sẽ triệu hồi ra cái này nha. Mày, ấy, oh my god, con megaphone chết rồi nha các bạn. Như vậy là vừa một cái cú lổ hạt nhân thì là con megaphone đã bị mình tiêu diệt rồi nha. Và bây giờ chỉ còn con lighthead, sunhead các bạn ạ, đây này con này này. Ok, cái cách di chuyển của nó, what the hell? Như vậy là con Lighthead, con Headlight nó đã tự
tự thoát xác ra khỏi con Sanhedrin rồi nhá các bạn. Vãi trưởng thật, mày chết đi con. Ok các bạn, thì là bây giờ mình sẽ triệu hồi ra một con quái vật khác nha. Đây, mình sẽ triệu hồi quái vật năm đầu, đó chính là con rồng năm đầu nha. Wow, holy shit, to à nhá. Ok, cái mõm của nó rất là to nhá. Đây là con rắn các bạn ạ, nó kiểu như là ấy, cái đầu rắn nhưng mà mình thì là mình rồng các bạn ạ, con rồng đất, các bạn biết con rồng đất không? Đấy, con rồng đất, tức con rồng này không thể bay lên trời nha, nó chỉ là con rồng đất thôi, nó đi dưới đất thôi. Và đây là năm con rắn, và mỗi con rắn nó sẽ có một nọc độc khác nhau nha các bạn. Thì là bây giờ mình sẽ triệu hồi một con megaphone nha. Bây giờ megaphone sẽ chiến đấu với cả con rồng năm đầu nha các bạn. Holy shit, đây, yeah, ok, bắt đầu nha các bạn. Từ trước khi bắt đầu đánh nhau ấy thì mình sẽ set lot vào ra cái đá, bây giờ không, mình không muốn bị giết đâu. Set lot này, yeah, ok, tỉn luôn nha các bạn. Wow, cái tiếng động đất đó là do uaa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 a
Mình rơi. Rồi. Ui, con này đúng con khổng lồ các bạn ạ. Cái tiếng chân của nó đi nó làm rung chuyển cả cái bầu trời luôn. Một đá, wow. Nó đá phát con rồng năm đầu bay ra cửa nó á rồi. Phun nọc độc các bạn ơi. Con rồng năm đầu này nó phun nọc độc các bạn ạ. Đấy, bạn ơi. Ui, nó đánh một phát rồi mình cũng bị dính trưởng luôn này. Ok thì nào, cái con megaphone đó chính là con mẹ đẻ của quỷ đầu loa này. Nó có một cái chiêu thức đó chính là sử dụng cái loa rất là to của nó này, bạn này, loa khổng lồ này của nó để nó đẩy lùi đối thủ. Tức là những cái đối thủ nó nhỏ thì nó sẽ luốt vào trong người, nó sẽ hút vào trong người. Còn có những con nào nó to ấy, còn quái vật to thì nó sẽ đẩy ra. Nó sử dụng cái sóng xung kích để nó tấn công đối phương nha các bạn. Cái sóng xung kích thì các bạn biết rồi đấy, rất là khỏe hơn, nó đánh ở trong nội tâm ấy. Wow, nó cắn chết con rồng năm đầu rồi. Ôi ôi, lạy hồn tôi. Nó cắn chết con rồng năm đầu rồi, what the hell các bạn. Các bạn thấy sợ té đái chưa? Nó cắn con rồng năm đầu các bạn ạ, vát cả trưởng ạ. Ok, thì trong cái trường hợp như này thì mình sẽ triệu hồi một cái con quái vật khác. Đó chính là con mà lì xịt con. Đây rồi, đây rồi, Chain Father. Yeah, đây là con rồng đất nha các bạn. Wow, nó giống con rung đất hơn các bạn ạ. Ui, cái móm của nó này. Ôi ôi ôi, nó quật phát chết luôn. Wow, nó quật mình phát chết luôn các bạn ạ. Ghê thật. Đây rồi, đây, từ mình muốn nhìn cái móm của nó. Từ mày xì, á, ai ôi. Ai ôi, mày, ai ôi. Mày ôi. À. Từ nha. Được đấy, đó, à, được, con này kinh đấy. Con này ổn đấy các bạn ơi. Từ anh em, từ mình muốn nhìn cái móm của nó các bạn ạ. Ôi nó đẩy mình ra xa quá. Wow, con nó chết rồi anh em ơi. Mình sẽ triệu hồi thêm một con nữa nha, mình muốn nhìn cái móm của nó, cái móm nó rất là sợ. Cái móm nó rất là sợ luôn. Đây là các bạn này. Ui, nó đẩy con run ra, con run đất ra thì xa rồi anh em ạ. Ui, shit. Con run đất này nó không chui xuống đất mà nó bò ở trên các bạn ạ. Các bạn thấy chưa? Con megaphone nó đang đẩy con này ra. Nó dùng cái sóng xung kích để nó đả thương từ phía nội tạng của con run này các bạn ạ. Con run này nó móc đằng sau rồi kìa. Rồi nó đến rồi, nó đến rồi. Wow wow wow, cái mồm của nó này. Wow, cái mồm của nó này to vãi hàng. Ôi ôi, ôi các bạn nào thích con run này không, hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Những người này rất tởm luôn, những cái mõm này. Wow 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 wow, mày chết thầy con. Ôi nó không thể tiếp cận được con megaphone các bạn ạ. Nó bị đẩy ra xa rồi. Nó không thể đánh như megaphone luôn. Từ từ. À, rồi nó tiếp cận được megaphone rồi anh em. Ủa, megaphone lại dùng cái chiêu đẩy ra các bạn ạ, gì chưa, sóng xung kích. Ôi, to thế. Dẫm một phát. Ủa, đau. Dẫm phát nữa. Wow, à, chết luôn anh em ơi, 3 phát chết luôn nha các bạn. Con này ghê thật. Megaphone này kinh thật các bạn ạ. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ triệu hồi Sunhead ra nha. Dark Sunhead sẽ xuất chiến. Ok, như vậy là Dark Sunhead biết đây là mẹ của nó cho nên nó không tấn công nha các bạn, bạn thấy không? Dark Sunhead là con của con megaphone này này. Cái bụng của con megaphone này đang chứa phôi thai của Sunhead.
Và mỗi khi nó đánh nhau một lúc lâu ấy thì nó sẽ sản sinh ra bọn Shatterhand cho các bạn nhé, cho các bạn xem luôn. Thì là bây giờ mình sẽ triệu hồi một con quái vật nó có thể là ngang cơ với cả con này. Đó chính là con triệu hồi một con, đó chính là con Mecha Godzilla nha. Con Godzilla người máy. Wow. Ồ lợi. Wow, ghê. À. Con Mecha Godzilla. Ủa, đây nó đẻ rồi anh em. Các bạn thấy chưa? Như vậy là con ôi, trước khi chết thì là con Megaphone nó đã đẻ ra bọn Shatterhand, và bây giờ thì cuối cùng thì là con Mecha Godzilla đã tiêu diệt cả mẹ lẫn con rồi nha các bạn. Như vậy là ôi ơi. Ghê thật. Con Mecha Godzilla này nó đã tiêu diệt được con Megaphone rồi các bạn ạ. À. Con Megaphone ấy khi mà nó bị yếu, nó đánh nhau với cả một cái đối thủ đó bị yếu thì nó sẽ sinh ra bọn Shatterhand, hy vọng nó sinh ra là để cho bọn Shatterhand đánh cùng nó các bạn ạ. À. Nhưng mà nó không thể bảo toàn tính mạng được. Thì là bây giờ Mecha Godzilla sẽ phải gặp Godzilla thật các bạn nhé. Đây. Ủa lì xin các bạn. Đây là con Godzilla thật đây này các bạn này. Wow. Kaiju. To vai. Kinh chưa. À, nó hết rồi các bạn ơi. À ui. Vai cả trưởng ạ. À. Ôi nó đang tấn công mình anh em ơi. Mày. Holy shit. Đây rồi, Godzilla thật của chúng ta đang luyện một cái trưởng rất là mạnh luôn. Holy shit, cái xương sống của nó này các bạn này. Một cái luồng năng lượng cực kỳ mạnh. Ủa ơi, hai con này đúng là hai con quái vật rồi. Quái thú. Và bây giờ mình sẽ góp vui nha các bạn. Bây giờ mình sẽ triệu hồi Megagon. Đó chính là con quỷ đầu đàn. Quỷ đầu đoàn xuất chiến. Yeah. Tiêu diệt đi. Loạn rồi anh em ơi. Woo. Pew 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 pew. Pew 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 pew. Ném bom. Ném bom. Ghê. Ôi. Megahorn chết rồi. Hoàn thôi. Mình sẽ triệu hồi Megaphone mẹ đẻ của quỷ đầu loa. Đây rồi anh em. Lên. Wow. Holy. À đúng rồi các bạn. Mình sẽ nhập thể vào con Megaphone chết rồi các bạn ơi. Ủa. Hai con quái vật này ghê à. Mình đây rồi, đây rồi. Mình sẽ chuyển Thu nha các bạn nhá. Triệu hồi Thu Hu. Quái vật biển cả. Con này là cái con có thể nói là ở trên đất nó cũng thể di chuyển được, dưới nước nó có thể bay được, dưới nước nó có thể bơi được, và ở trên trời nó cũng thể bay được nha, rất là khỏe luôn. Wow. Ghê. Ủa ơi, long trời lở đất rồi anh em ơi, chấn động địa cầu rồi. Ba con quái vật này to vai hàng. Wow. Ghê. Hai con Godzilla đang tấn công con Thu Hu này các bạn ơi. Con Giant này, con boss bạch tuộc. Ui, nó đánh nhau kinh vãi hàng các bạn. Ui, hai con này trâu quá. À đúng rồi anh em ơi. Mình sẽ lấy một cái khẩu đội tên lửa ra để mình target nó nha. Đây mình sẽ tỉn hai bọn này, tức là bây giờ ba bọn này nó thật với các bạn ấy. Trầu quá các bạn ạ, đánh không lại luôn đấy. Được rồi. Wow, mạnh thế. Bây giờ mình sẽ triệu hồi khẩu đội tên lửa đất đối không và không đối đất. Đó chính là Tomahawk. Holy shit các bạn. Yeah, lên. Wow. Xuất kích rồi anh em ơi, tẩn ba con quái vật này. Ui, tôi chết rồi, bị lạc hướng rồi các bạn ơi. Vãi hàng thật. Bị lạc hướng rồi anh em ạ, à. Tên lửa không thể bắn dính mục tiêu được. Ui, ghê thế nhỉ. À đúng rồi, mình sẽ góp vui nha các bạn nhé. Mình sẽ triệu hồi sai lần hết. Đây. Bọn săn hết con. Holy shit. Không ăn thua anh em ạ. Bọn Shatterhand này không đánh được rồi.
Cái thế giới này nặng. Ui, con Godzilla này nó càn quét hết rồi anh em ơi. Ui, Sider Head đến đi xuất hiện đến đâu thì nó sẽ bị tiêu diệt đấy. Ôi, chết hết luôn anh em ạ. Không có cửa luôn nha các bạn. Ôi, chết. Khổ đầu đó. Ok, nè. Wow, ghê thật. Bọn quái vật này kinh thật các bạn ạ. Ôi, có một con sát hết nhỏ này. Ai trời ơi, bị chết luôn rồi. Ghê thật. Bây giờ mình sẽ lấy khẩu đội tên lửa ra. Mình bắn bọn này nha. Mày chết rồi con, mày chết đi. Ui, bắn mãi nó không chết các bạn ạ. Ôi, không nổ các bạn ơi. Wow, kinh thật. À đúng rồi em bạn, bây giờ mình sẽ lấy xe tăng ra nhé. Mình sẽ lấy xe tăng ra để mình tấn công bọn quái vật này. Bọn quái vật này thật sự rất là ghê luôn. Đây rồi, xe tăng T90A nha các bạn. Yeah, đây. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ lấy xe tăng mình bắn nó. Không con nào chịu thua con nào các bạn ạ. Ủa, không con nào chịu thua con nào luôn. Xe tăng hoàn thua các bạn nhé. Ôi, long trời lở đất rồi. Không được rồi anh em ơi. À, một con Mecha Godzilla đã bị tiêu diệt rồi anh em. Wow, như vậy là con Mecha đã bị tiêu diệt rồi nha. Nó đã bị tiêu diệt rồi các bạn ạ. Như vậy bây giờ chỉ còn hai con quái vật này thôi. Ghê thật. Ôi, cắn này. Wow, con tu ủa nó cào kinh thật. Chết này, ủa chết. Ui ui rồi ơi. Ai ơi, ai ơi, đang đánh mình. Ghê. Bọn này bất khả chiến bại rồi các bạn ạ. Bọn này kinh khủng thật. Ồ, con quái vật này ghê quá. Nó to chưa này các bạn. Wow, ghê. To vãi trưởng các bạn ạ. Holy shit. Bây giờ mình sẽ lấy một quả bom nguyên tử ra nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ triệu hồi bom nguyên tử nha. Đây rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy bom nguyên tử mình bắn nó nha các bạn. Ok, chạy. Từ. Holy shit. Wow. Đây rồi. Phát nổ đi. Bùm. Ui. Mình chết luôn các bạn ạ. Wow. Nó khỏe vãi chưa. Đây rồi. Oh. Wow. Hai con quái vật vẫn đang tiếp tục đánh nhau. Không con nào chịu thua cả. Kinh chưa các bạn ơi. Ghê chưa. Vô đối rồi các bạn ạ. Nó không sợ bom nguyên tử nha. Kiểm tra info xem nào. Ôi, con Godzilla còn 805 máu. À, 805.000 máu. Còn con Thuhu còn 395.000 máu. Ok, như vậy là nó sắp chết rồi nha các bạn. Mình sẽ tặng cho hai con này thêm quả bom nguyên tử nữa nha. Đây, mình sẽ tặng cho nó thêm một quả bom nguyên tử nữa.
Đây. Rồi, tặng cho hai bạn này nha. Wow! Vai trưởng à? Ôi. Long trời nở đất luôn. Hai con quái vật vẫn đang đánh nhau các bạn ơi. Ồ. Wow. Nó sắp chết rồi các bạn ạ. Để xem con nào có thể chịu đựng được những quả bom nguyên tử của mình nha. Đây rồi. Mình sẽ chịu hồi một quả bom nguyên tử nữa nha. Đây. Wow. Đây nha các bạn. Ui. Quả này to phết. Ồ. Ôi. Ôi. Long trời lở đất luôn bạn ơi. Ồ, quả bom này to vãi. Wow. Holy shit. Ghê thật. Ôi. Bom nhiệt thạch các bạn ạ. À. Đúng chất bom nguyên tử luôn, to vãi hàng. Ôi. Vẫn nổ tiếc các bạn ơi. Cái quả bom này khi nó gặp không khí ở bên ngoài, nó sẽ nổ gấp 100 lần. Các bạn thấy chưa? Hai con quái vật vẫn đang đánh nhau. Thật sự là hai bọn này quá là mạnh luôn. Quá là mạnh luôn nha các bạn. Ôi. Ê. Ghê thật. Ui. Con Thu Hu còn 32.000 máu. 3.400 máu. Thu Hu sắp chết rồi. Yeah. Như vậy là con Godzilla cuối cùng cũng đã giành chiến thắng rồi nha các bạn. Và con Godzilla này nó có cái chế độ hồi máu nha các bạn. Tức là các bạn nhìn cái phần máu của nó chưa, phần hát hát ấy, phần hiển thị trên cái năng lượng mà mình tìm kiếm này, nó đang hồi máu các bạn nhé. Chứng tỏ là con này có thể nói là bất tử luôn nha các bạn. Bất tử đó chính là con Godzilla. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video này và hẹn gặp lại tất cả các bạn clip sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ để ủng hộ mình nha. Yêu tất cả các bạn, bye bye.